Phong thủy Gia Cát xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, tử vi tháng 1 cho thấy, ngay từ đầu năm đã được quý nhân trợ giúp, khiến cho công việc làm ăn của tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Trong tháng 1 có tài lộc, có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ cho nên mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn đều được giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Thưa quý bạn, nếu có những lời đề nghị hợp tác về công việc mà thấy có lợi thì bạn nên chấp nhận, không nên chần chừ. Tháng 1 âm lịch là một tháng có thể nói rằng là cực kỳ tốt đẹp đối với những người tuổi Tỵ, cho nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như là có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 1 âm lịch này. Sự thành công của người tuổi Tỵ trong tháng 1 sẽ vang dội như thế nào thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ tuổi Tỵ tháng 1 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen. Dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi nhưng mà tốt là có sự đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Tỵ phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do cục diện hình thái tuế đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi công sức mọi thứ mới ổn định. Trong tháng này, cần phải thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Thách thức và cơ hội luôn song hành với nhau, cho nên người tuổi Tỵ vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, thì bạn không nên bởi vì vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những ngày tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 cho gia chủ tuổi Tỵ trên phương diện sức khỏe không được tốt, sức khỏe giảm sút nhiều so với năm 2021, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà ra, như đau nhức đầu, giảm sút thị lực, cần phải tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi thì tốt hơn. Trong tháng này, nam nữ tuổi Tỵ có hạn về xe cộ, chính vì thế mà khi xuất hành ra ngoài nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực. Các gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của gia chủ tuổi Tỵ trong tháng này không được như ý, gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng.
Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề, ngược lại nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến cho suy nghĩ bị bí bách, xu hướng khép kín, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình. Cũng không nên cố bới móc sai lầm của người khác, hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thể chất cũng như tinh thần của bạn. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tỵ năm 2022, tháng này, vận khí của người cầm tinh con rắn sinh năm 1977 tương đối ổn định. Tuy vậy, vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực, thì khó khăn nào cũng sẽ có được cách giải quyết, xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt nam mệnh cần phải tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất là nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo gặp rắc rối. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong tháng này tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ trên nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định, đặc biệt nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình cho nên dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 đã ra trường thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể sẽ gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tốn tiền của, cho nên cẩn trọng trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có sự tương lai thì hãy để cho mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng khiến cho hai người thêm đau khổ, gây ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nên chi phí sinh hoạt rất cao, dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 và 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hòa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong nội dung phát sóng tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.